nở ngành xanh ngọt. Nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi gốc là tiếng tổ ấn sâu gió dài. Sinh ra con cháu quê mẹ thịnh vượng thọ, trường vương anh hôm nay nhân kiếp ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, chăm mây họ gian lao như cầu bách mạch điều quy sao, chăm mơ nghe ngàn xuôi dồn đi vào một sống. Điều quý sao chăm mơ nghe ngàn xuôi dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiền xưa, ngọt gì mà không gốc cơ đồ vững sao. Ngọt nhì mà không gốc cơ đồ sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấp mơ anh ngày nay đức tiên hương dành. Ngày nay nức nở tiếng thơm xanh, ơn ai vun sợi cho cành nở
cõi sơn đi hà tầm tu đức giang thần vũ trụ bao na tiền đi sáng soi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ công ông cha ai tặng quả ngọt bao nhau vun trồng nay hóa Phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành nghiệp lễ bạc kính dâng dài bảy mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lại lần đổ chỉ con gái bảy mấy khúc ca văn vui xin tiên tổ lại lần đổ chỉ đào kênh đưa
sống về nhà tổ. Tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Con cháu vinh tận nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui. Cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy núi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu, nay về đoàn kết vui đầu dân. Cháu con ơn nhớ tông đường, nhớ ơn dòng tộc, họ đương xóm làng. Cháu con dâng lễ hoa nhang, dâng lời cung kính dịu dàng. Cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê. Con mời tiên tổ họ ta, con nhi mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình. Cháu con các cháu cụ sàn dinh xin nghi các cụ ở trời xanh chứng lòng con cháu hiền lành nết na chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể đừng ra đạp đền. Cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe. Vững bền dấu bạc chảy tiền như dòng cũng hết, khá
khác đi rồi. Con biết chi đâu muốn đi sang, ta phải bắt đầu muốn ăn đi quả ngọt bao nhau vun trồng. Quả ngọt bao nhau vun trồng. Nay hóa Phật kỳ công ơn đức, tâm lòng thành nghiệp lễ bạc kính dâng giải bày mấy khúc ca văn. Cúi xin tiên tổ lai lâm độ trì, con giải bày mấy khúc ca văn. Cúi xin tiên tổ lai lâm độ trì. Trong công đức tu tinh thần nghiệp văn nghi vật ngàn thu nhớ phù thiên xưa ngọn gì mà không gốc cơ cũng sao. Đừng xuống đây đánh.
không còn mỏi cho. Thank you.
Dâng văn chầu tổ, xin trân trọng kính mời các chị. Lời đầu tiên cho phép nghệ sĩ Thúy Hường xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị và các cháu. Lời chào sum họp chúc mai bốn bể một nhà. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt và cũng vô cùng vinh dự và tự hào cho Thúy Hường. Thúy Hường thì là con gái của dòng họ Nguyễn Đức và hôm nay cũng về đây để chung vui cùng với tổ tiên dòng họ, con nén nhang để dâng lên các cụ. Và hôm nay thì Thúy Hường cũng xin được dâng một vài câu hát tới các cụ của dòng họ Nguyễn Đức và toàn thể các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị, các cháu trong ngày hôm nay. Bài hát đầu tiên là bài hát Sở Cầu Như Ý. Sở nguyện tòng tâm, nguyện trăm năm duyên bén sắt cầm, chén son để lưu nhang mãi mãi, để muôn đời từ cổ chí kim. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng ạ, em xin được chân thành cảm ơn ạ. Đêm sông Lam dạt dào sóng nước, vọng câu đò đưa nhớ bác. Mời các quý vị đón xem tiết mục múa đêm nghe hát đò đưa nhớ bác qua sự thể hiện của câu lạc bộ văn nghệ đến từ Chi Yên Dũng. Xin trân trọng kính mời ạ.
tuyệt vời, thật là sâu lắm ạ. Chúng ta sinh ra và lớn lên thì ai cũng có cội nguồn. Và đặc biệt là những người con đi xa quê hương, những ngày như thế này chúng ta về nhớ để dâng hương và dâng lễ tâm thành lên các cụ. Đó là tổ tiên ông bà ta từ xưa đến nay vẫn là như vậy. Và sau đây thì Thúy Hồng xin được hát một câu dâng văn chầu tổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trân trọng cảm ơn ạ. Chuẩn bị đấy chứ không có người tặng hoa. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường với lời ca mượt mà đầm thắm. Vâng, sau đây đại diện của gia tộc Hoàng Nguyễn Đức cũng có một bó hoa tươi thắm lên để tặng cho nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường ạ. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Thi lên ạ. Quý vị đến một tiết mục cực kỳ đặc sắc ạ, đó là múa chầu văn do các diễn viên đến từ câu lạc bộ văn nghệ Tri Yên Dũng. Xin trân trọng kính mời các quý vị ạ. Xin mời các quý vị nổ một tràng pháo tay để chúc mừng ạ.
Đoàn đại diện cho chi ủy, chính quyền và mặt trận thôn và các đại biểu các đoàn thể trong thôn do Nguyễn Đức Sáng, bí thư chi bộ làm trưởng đoàn. Xin kính mời. Đoàn giáp chi trưởng chi quế ổ, đoàn chi ngành đô đàn chi lăng, đoàn thôn Yên Văn Môn Yên Phong Ninh, đoàn Châu Cầu Quế Võ Bắc Ninh, đoàn Dũng Tuyết Quế Võ, đoàn Ổ Cá Yên Dũng Bắc Giang, đoàn Nguyên Xá Đông Hưng Thái Bình, đoàn Kim Môn Hải Dương, đoàn Ái Quốc Vũ Thượng Hải Dương, đoàn Thanh Hà Hải Dương, đoàn Ma Huyên Quế Võ, đoàn Lập Ái Giang Sơn Gia Bình Bắc Ninh, đoàn Ngâm Mạc Gia Bình, đoàn chi ngành Văn Phong Quế Võ, đoàn chi ngành Quảng Lãng sinh sống ở Hà Nội, và đoàn chi ngành Mùa Đạo xã Mùa Đạo Quế Võ, đoàn Cách Bi Quế Võ, đoàn Ổ Cá Yên Dũng Bắc Giang, đoàn Tân An Bắc Giang, đoàn Lạc Thổ Thuận Thành, đoàn các chi ngành Đồng Văn Đại Đồng Thành, đoàn Ân Thi Hưng Yên, đoàn Quảng Yên Quảng Ninh, đoàn Can Vũ Quế Võ, đoàn Bằng An Quế Võ, đoàn Hà Liễu Quế Võ, đoàn Bãi Cháy Quảng Ninh, và còn nhiều đoàn về ban tổ chức chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo tới các quý vị đại biểu và toàn gia tộc sau ạ. Và tiếp theo trân trọng kính mời ông trưởng tộc Nguyễn Đức Dũng lên có bài phát biểu chào mừng các toàn gia tộc. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền, kính thưa các cấp địa phương, thưa toàn thể anh em con cháu trong nội ngoại trong toàn gia tộc họ Nguyễn Đức, hôm nay ngày 2 tháng 11 năm Quý Mão, tức ngày 14 tháng 12 năm 2023, gia tộc họ Nguyễn Đức long trọng tổ chức ngày giỗ tổ về thắp hương tưởng niệm bậc tiền nhân của gia tộc họ Nguyễn Đức. Cho phép tôi được thay mặt cho toàn thể gia tộc lời chào trân trọng nhất. Các cụ, các ông và các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh em con cháu gia tộc họ Nguyễn Đức lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Với tấm lòng thành kính ơn sâu nghĩa nặng với cội nguồn tiên tổ cả gia tộc cùng ta đoàn tụ về đây dưới mái ấm của nhà thờ và khu lăng bia di tích lịch sử sắp lễ để tri ân
các bậc tiền nhân của dân tộc với sự hiện diện của các đại biểu, các quý vị, quý khách, quý vị là nguồn khích lệ, động viên to lớn đối với toàn thể gia tộc chúng tôi. Mong rằng những buổi tọa đàm và trao đổi phong phú ngày hôm nay sẽ được lan tỏa trong dân tộc và góp phần cùng cộng đồng quê hương làng xóm giàu mạnh văn minh. Cuối cùng một lần nữa, xin cảm ơn trên các cụ, các quý vị đại biểu, toàn thể anh em con cháu về dự thắp hương tri ân tiên tổ ngày hôm nay. Chúc cho buổi giỗ tổ được thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, toàn thể gia tộc ta đã được nghe lời chúc rất là nồng ấm của trưởng tộc gửi đến toàn gia tộc chúng ta. Vâng, để tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Nguyễn Đức Thên Thiên lên có bài diễn văn khái quát về nguồn cội và tấm lòng con cháu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa trên các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho Đảng, cho Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Ban Mặt trận Tổ quốc xã Chi Lăng, công đại diện cho chi ủy, cho lãnh đạo chính quyền thôn Quế Hổ cùng các ban ngành trong khối mặt trận của thôn Quế Hổ, cùng tất cả các ông, các bà, anh em con cháu, nội ngoại, dâu, rể, trai gái của gia tộc họ Nguyễn Đức về dự lễ kỷ niệm trọng đại ngày hôm nay. Trước khi có đôi lời phát biểu, cho phép tôi được thay mặt cho tổ chức, thay mặt cho các cụ, các ông, các bà ở chi họ giáp chi trưởng ở Quế Hổ hôm nay, nhân ngày giỗ tổ 486 năm ngày mất của đại tổ Nguyễn Đức Tín tức Tài Quận Công 1537-2023 và chào mừng khánh thành lăng đá mộ tổ họ Nguyễn Đức và kỷ niệm 31 năm đón bằng di tích lịch sử. Xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các ông các bà, anh em con cháu nội ngoại xa gần một lời chào, lời chúc sức khỏe và tình đoàn kết và mọi sự thành công. Sau đây, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin có bài phát biểu diễn văn nói về sơ lược cội nguồn của gia tộc họ Nguyễn Đức và tấm lòng của con cháu hậu thế hôm nay. Bài phát biểu có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là cội nguồn, cái thứ hai là về tấm lòng của con cháu. Sau đây được phép tôi xin trình bày. Kính cáo trời đất, kính bái tổ đường. Kính thưa trên các cụ, các quý vị đại biểu, các vị khách quý đại diện cho Đảng, chính quyền các cấp và địa phương, các ông bà đại diện cho các đoàn thể chính trị xã hội khối mặt trận thôn Quế Hổ, cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại, dâu rể, trai gái của gia tộc họ Nguyễn Đức có mặt trong buổi lễ hôm nay. Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2023, tức ngày mùng 2 tháng 11 năm Quý Mão, nhớ công ơn sinh thành của các bậc tiền nhân của gia tộc, nhân ngày kỷ niệm 486 năm ngày mất của đại tổ Nguyễn Đức Tín tức Tài Quận Công, mùng 2 tháng 11 1537, mùng 2 tháng 11 năm 2023 âm lịch, và chào mừng ngày hoàn thành lăng mộ tổ đường của gia tộc họ Nguyễn Đức. Đồng thời, chúng ta cũng kỷ niệm 31 năm lăng và nhà thờ 18 Quận Công họ Nguyễn Đức được Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa và Thông tin Du lịch trao tặng bằng công nhận di tích quốc gia năm 1992-2023. Hòa chung niềm phấn khởi xốn sang của các hậu duệ cháu con các đời trong dòng tộc trên khắp các nẻo đường gần xa trên toàn quốc, chúng ta hôm nay lại hành hương về Quế Hổ, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh, nơi cội nguồn phát tích cho dòng tộc họ Nguyễn Đức, để cùng nhau sắm sửa lễ nghi, hương thơm, đèn sáng,
dâng lên tiên tổ với tấm lòng thành kính, những nén nhang thơm và những mâm hoa lễ để tri ân tổ tiên và các bậc hiền nhân tiên liệt của gia tộc. Anh em con cháu xa gần, đoàn viên gặp mặt, tay bắt mặt mừng, tâm tình sau trước. Trải qua mấy năm lịch dịch Covid hoành hành, hôm nay mới được đoàn tụ đông vui. Và cũng hôm nay, nhân ngày lễ kỷ niệm các sự kiện trọng đại này, gia tộc chúng ta mới được trân trọng đón tiếp các vị khách quý, các vị đại biểu, đại diện cho đảng và chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể trong cộng đồng dân cư của thôn nhà về dự và chung vui cùng gia tộc. Kính thưa trên các cụ, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể gia tộc, tổ tiên họ Nguyễn Đức chúng ta có từ trên dưới 600 năm nay, trải qua nhiều triều đại và bao biến cố thăng trầm của lịch sử, là một dòng họ to và mạnh, dòng dõi trăm oanh thế Việt, có nhiều đời phò vua giúp nước, có công lao đánh đông dẹp bắc, mong sao cho thiên hạ an hưởng thái bình. Tổ tiên chúng ta đã được lịch sử ghi nhận 18 vị quần công, 76 vị tước hầu, 3 vị tào sĩ, trong đó có 3 vị được phong đại vương và còn nhiều vị chức tước khác qua các thời triều. Nhân ngày rỗ 486 năm Nguyễn Đức Tín, tức Nguyễn Đức Tài quận công hôm nay, tôi xin sơ lược trích tiểu dẫn đôi nét về thân thế sự nghiệp. Cụ Tài quận công, cụ là đời thứ 6 của gia tộc họ Nguyễn Đức, và chính cụ cũng là người đã sinh ra hai con trai Tuyên quận công và Hùng quận công. Từ đó dòng tộc họ Nguyễn Đức mới có giáp ấp nhị chi là vậy. Thân thế sự nghiệp của cụ Tài. Cụ Tài quận công, cụ là Tiền Lê Triều Đặc Tiến phụ thượng tướng quân Tây quận Tây Đô Đốc Phủ, là Đô Đốc Thái Bảo Tài quận công, Húy là Đức Tín, Thụy Hùng Mẫn từ Đại Trí. Cụ thọ 68 tuổi, rõ ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch, tức ngày hôm nay. Mộ cụ táng tại Nhai Sứ Quê Ổ, Tổng Đại Toán, huyện Quế Dương, tỉnh Bắc Ninh. Cụ có nhiều công lao với dân nên được ở nhân dân ở Xuân Đán, Yên Dũng, Bắc Giang tôn cụ là thành hành hoàng của làng. Hiện Long Ngai của cụ ở đây vẫn được thờ ở Xuân Đán, Xuân Phú, Bắc Giang. Tổ bà chính thức hiệu Từ Hoa, quán xã Đô Đàn. Cụ sinh con trai là Đức Trung, Tự Linh Nhạc, Thủy Trúc Nghi, Phủ Quân. Cụ bà Á Thất, quận Phu Nhân, Nguyễn Quý Thi, hiệu Từ Thân Nhân quân trốn xã Vân Đoàn. Cụ thọ 88 tuổi, rỗ ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch, mã táng tại Bạch Sứ. Cụ sinh hai con trai là Tuyên quận công và Hùng quận công. Sau này hai ông vinh hiển, con cháu rất đông, kế thế công hầu và chia ra làm hai chi giáp ấp. Cụ Tài lúc còn ít tuổi đã mồ côi cha, nhà nghèo nhưng thiên tài dũng cảm, tài sức hơn người. Cụ chăm sóc mẹ già rất là hiếu dưỡng, nhưng nghèo đói thiếu thốn. Một hôm có người ở xã Ngâm Điền mướn cụ đi gánh cá con đến huyện Yên Thế ở Bắc Giang. Trong rừng có con hổ dữ luôn hại người lành và vô tội. Vua yết biển, ai trừ được mãnh hổ sẽ được thưởng 100 quan tiền. Cụ đã ra sức đánh hổ dữ để lấy công, quả là cụ đã được số tiền đó mang về bản hương. Nhưng hương dịch đã tịch thu lại vì số tiền đó trừ vào tiền thiếu nợ mọi năm. Cụ giận lắm, lập tức rời làng sang Đô Đàn, gửi mẹ già ở nhà anh em bạn và tìm tới Hoa Quốc Công theo ông đi đánh giặc. Cụ được lập được nhiều chiến công, được ban thưởng và hậu đãi rất nhiều bổng lộc. Tiếng đồn đến tay nhà vua, Hoa Quốc Công yêu cụ là người có tài, bèn khiến cụ lại giữ việc binh cơ cho giúp nước. Sau đó ở chợ trời có giặc Ô Lôi xâm phạm, người tướng Ô Lôi to hai vầng, cao 6 thước, mình mặc áo giáp sắt khiến không ai đâm thủng được, nó thường cướp bóc dân lành. Cụ lãnh mệnh triều đình đi tiễu trừ cướp giặc. Chỉ một lần giao chiến, cụ cầm hai giác giáo nhẹ phi vào hai con ngươi mắt của giặc và bắt sống được tướng Ô Lôi. Từ đó tiếng tăm của cụ danh càng lớn. Cụ được phong Đô Đốc Thiếu Sự Quận Công, sau tăng chức Thiếu Bảo. Cụ để hương ruộng
hương hỏa hai mẫu phụng sự tổ đường ở bản hương và ruộng cúng kỵ 15 mẫu ở quê ổ chia cho giáp bất nhị chi để khuyên dân khuyến khích con cháu tiến đạt và phát triển mãi mãi. Trên đây là sơ lược đôi nét về thân thế sự nghiệp đại tổ tài quận công hậu duệ cháu con dòng tộc Hồng Nguyễn Đức chúng ta cùng tự hào và ghi nhớ công lao trời biển của cụ và mãi mãi noi theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể gia tộc, lịch sử cội nguồn của dòng tộc Hồng Nguyễn Đức chúng ta có từ thế kỷ thứ 15, trải dài theo năm tháng trên dưới 6 thế kỷ. Đến nay đã có gần 60 chi ngành ở mọi miền tổ tiên về vấn tổ tìm tông và chi hân hương khói tổ đường. Đã có trên 30 nhà thờ ở các chi ngành trên toàn quốc. Các thế hệ đã sinh ra nhiều con em thành đạt, giữ các chức vụ hàm vị cao trong cơ quan nhà nước qua các thời kỳ. Nhiều tướng tá giỏi trong quân đội, nhiều danh nhân tài, cháu con hiếu thảo, học hành đỗ đạt thành tích cao, đã và đang làm giàu cho nước, làm lợi cho nhà và tô thắm thêm vẻ vang cho gia tộc. Như vậy, chắc cả cõi vĩnh hằng xa xôi kia của tổ tiên chúng ta cũng vui lòng, hả dạ và vui cùng con cháu. Hôm nay đây, các quý vị đại biểu cùng toàn thể gia tộc chúng ta đang ngồi giữa lòng khu lăng bia lịch sử mà cách đây 315 năm do Quế Quận Công Nguyễn Đức Uyên đời thứ 10 tạo dựng. Chúng ta ôn lại quá khứ hào hùng của các vị tiền nhân có công lao với dân, với nước của 18 vị quận công. Tuy thời tiết trời đông, xe lạnh, nhưng trong tâm khảm và nhiệt huyết mỗi người đều thấy xốn xang về tự hào về cội nguồn cha ông tiên tổ. Trải qua trên dưới 600 năm, qua nhiều biến cố thăng trầm mà vẫn phát triển sinh sôi, ra lớp lớp cháu con hậu duệ, đông đàn, đầy lũ, lan rộng sinh sống học tập ở khắp các mọi miền trên tổ quốc. Dù ở đâu, từ mũi Cà Mau đến địa đầu tổ quốc Lạng Sơn, tấm lòng của cháu con luôn hướng về quê hương cội nguồn gốc rễ. Vậy người xưa có câu rằng: cây có gốc mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta nguồn cội từ đâu, tổ tiên có trước rồi sau mới có mình. Đặc biệt hơn cả là từ năm 1992, lăng mà nhà thờ 18 quận công Hồng Nguyễn Đức ở quê ổ Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh được Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa Thông tin công nhận và trao bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tới nay, thời gian thấm thoát đã 31 năm rồi nhỉ. Hôm nay nhân ngày giỗ tổ đại tổ tài quận công, chúng ta ôn lại những khoảnh khắc thời gian năm tháng ấy, gia tộc chúng ta đã đón bằng vui mở hội, cháu con về dự đoàn viên mừng vui khôn xiết và tự hào về con cháu của dòng dõi trăm anh thế Việt, phò vua giúp nước, công danh được sử sách lưu truyền chuẩn muôn đời, con cháu mai sau. Được như vậy, nhờ sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, chính quyền các cấp và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội từ thôn lên xã và các cấp liên quan đã nhiều lần tài trợ kinh phí để tu bổ, xây dựng, tôn tạo khu lăng và nhà thờ ngày thêm khang trang tố hảo. Trong nhiều năm qua, đã có nhiều cá nhân, chi ngành ở mọi miền tổ quốc đã về vấn tổ tìm tông, chấp nối mạch nguồn gia phả và trao gửi những tấm lòng thương thảo, hảo tâm, đóng góp tiền và công sức, trí tuệ để cùng nhau đoàn kết về mọi mặt, lan tỏa những nghi cử tốt đẹp trong toàn gia tộc. Đặc biệt là từ năm 1992 đến nay, đã có nhiều tấm lòng các gia đình cá nhân công đức để xây dựng tôn tạo nơi tổ đường, nhiều đợt lên tới hàng tỷ đồng, như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Siêu, Tri Tân An trên 400 triệu đồng, anh Tùng ở Quảng Ninh 120 triệu đồng, ông Bắc ở Cà Mau 125 triệu đồng, gia đình ông Pha Bồ Sơn ở Bắc Ninh công đức nhà thờ các đợt gần 500 triệu đồng. Được tất cả các ông các bà và các quý vị được gia tộc lưu lại gắn trên bia đá để lưu truyền cho con cháu hậu duệ noi theo. Và còn rất nhiều những tấm lòng hảo tâm khác chúng tôi đã khắc trên 7 tấm bia đá hiện giờ gắn tại khu lăng bia. Đề nghị các vị, quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đặc biệt hôm nay,
xin thay mặt cho ban tổ chức xin đơn cử một gia đình cùng con cháu của một gia đình ở xóm 1 thôn Bắc Lạng, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là vợ chồng ông Nguyễn Đức Thành mới về vấn tổ tìm tông. Đến ngày hôm nay tính cả tháng nhuận mới được 13 tháng 17 ngày, đã phát tâm công đức về tổ đường một số nội dung và hiện vật như sau. Đợt 1, từ ngày 16 tháng 10 năm 2023 đến 30 tháng 10 năm 2023, trong vòng nửa tháng trước ngày giỗ tổ mùng 2 tháng 11 nhâm dần, đã công đức một quả chuông 70 kg, đôi hạc đồng cao 2m2, hai lọ hoa bằng đồng cao cả đế 1m85, giác vàng ta 5 pho tượng và khung kính bảo vệ ngài, giác vàng toàn bộ hoành phi câu đối, bộ bát biểu, các bàn thờ trong từ đường, lát lại nền nhà thờ bằng gạch 3D, phun sơn 3 gian cửa, sắm sửa đài sen mũ áo cho tiền nhân và lát lại sân nhà thờ bằng đá xanh rêu, cộng với giác vàng toàn bộ hoành phi câu đối trên đền cụ thân không tướng quân ở Hiếu Lũng, Lạng Sơn, tất cả trị giá trên 400 triệu đồng. Đợt 2, gia đình ông đã công đức toàn bộ và hoàn thiện phần đá xanh rêu, khu lăng mộ đá và tường bao trong sân mộ và lát cổng ra vào mộ trị giá 1 tỷ 400 triệu đồng. Tổng cộng 2 đợt là gia đình ông Nguyễn Đức Thành ở Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình đã công đức trên dưới 1 tỷ 800 triệu đồng. Đúng là một công trình tâm linh độc đáo như của đẻ dành, có 102, gửi lại lưu truyền cho muôn đời con cháu mai sau. Với tấm lòng vàng thiện nguyện công đức cao cả này, gia tộc đã khắc ghi bia đá và có bài thơ vinh danh và gia đình ông để lan tỏa nghĩa cử này trong cộng đồng và toàn gia tộc. Lăng đá mộ tổ đẹp uy nghi nằm giữa khu tâm linh nơi vùng quê văn hiến cách mạng. Do đó, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Đức Hòa ở chi họ Lập Ái, Giang Sơn, Gia Bình đã in khắc bài thơ trên bia đá lăng mộ. Tôi xin trình bày nội dung bài thơ của ông Nguyễn Đức Hòa như sau. Mộ tổ uy nghi giữa đất trời, bốn bề vằng vặc ánh trăng soi, địa linh quế ổ ngàn nắm vững, nhân kiệt chi lăng vạn thuở ngời, giúp nước công hầu lòng chẳng thẹn, phò vua khanh tướng dạ khôn vơi, hiếu khai đất vượng khơi dòng chảy, đức tổ lưu quang rạng rỡ đời. Kính thưa trên các cụ, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại, dâu rể của gia tộc họ Nguyễn Đức về dự lễ kỷ niệm hôm nay và kỷ niệm 31 năm nhà thờ 18 Quận Công được đón bằng di tích lịch sử. Muốn nói nhiều và viết nhiều và dài hơn nữa, nhưng vì thời gian có hạn, xin nhường lại cho các chương trình nội dung tiếp theo. Trước khi ngừng lời, một lần nữa cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng, đoàn kết, lời chúc sức khỏe và mọi sự thành công tới trên các cụ, các quý vị đại biểu, các vị đại diện cho Đảng, chính quyền các cấp, các đại biểu đại diện cho các đoàn thể chính trị trong thôn và toàn thể anh em con cháu trong gia tộc. Mong rằng sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành có liên quan và các đại biểu về dự hôm nay cùng gia tộc chúng tôi gìn giữ tôn tạo khu di tích lăng mộ nhà thờ 18 Quận Công họ Nguyễn Đức, xã Chi Lăng trường tồn và tố hảo. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm trọng đại hôm nay thành công tốt đẹp. Xin chào và cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn. Cảm ơn bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Thìn. Sau đây ban tổ chức xin được cập nhật một số đoàn về lễ tổ ngày hôm nay ạ. Trưởng chi ấp chi cung kiệm do ông Nguyễn Đức Hiếu làm trưởng đoàn. Do thời gian chương trình là có hạn, thì sau đây đến một báo cáo với các quý vị đại biểu, với toàn gia tộc về tham luận và phương hướng nhiệm vụ phát triển cũng như gìn giữ họ Nguyễn Đức. Thì các bài phát biểu tham luận mà trùng nhau thì xin phép ta không phát biểu nữa. Còn mỗi bài phát biểu xin các quý vị đại biểu cùng
các bác trong gia tộc ta kéo dài khoảng độ 5 đến 7 phút ạ. Vâng. Ý kiến tham luận đầu tiên và dự buổi lễ hôm nay, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Hà, nguyên phó ban kết nối dòng họ Nguyễn Đức Việt Nam, phụ trách về nghiên cứu lịch sử của dòng họ và trưởng ban vận động biên tập cuốn sách dòng họ Võ Tướng Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Hà. Kính bái tiên tổ, kính chào quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ, các ông bà, anh em con cháu nội ngoại gần xa đã về dự đại tổ lễ đại tổ ngày hôm nay, xin được kính chào. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương và cũng là trưởng ban quản lý di tích lịch sử của dòng họ chúng ta tại quê ổ. Thưa toàn thể các cụ công các bà, vừa qua chúng ta nghe ông Thìn đã tóm lược lịch sử của cụ Hội Quận Công, của cụ Nguyễn Đức Tín tại Quận Công, cũng chính là toát lên cái lịch sử của dòng họ chúng ta. Dòng họ chúng ta hiện nay đã có 5 di tích lịch sử, trong đó có 2 di tích lịch sử cấp quốc gia là Lăng và Nhà thờ 18 Quận Công tại đây. Thứ hai là miếu Đại Trung Dũng Quyết về Đùng Quế Võ, nơi thờ 7 vị quận công của dòng họ chúng ta thuộc tri ất. Và lăng mộ cụ thân không đại tướng quân trên Quỷ Môn Quan thuộc di tích lịch sử trong cụm đặc biệt của quốc gia. Ngoài ra thì lăng mộ cụ Quế Quận Công tại Đền Ô, thế và nhà thờ trên Trúc Lát của Việt Yên cũng là thuộc di tích lịch sử của tỉnh Bắc Giang. Thưa các cụ, về mặt di sản văn hóa của dòng họ chúng ta, những di tích lịch sử đó đấy thì ngoài ra còn rất nhiều các năng bia được tạc ở các nơi, được ghi danh vào sử sách, và tất cả hiện nay có trên 40 nhà thờ của các chi họ cũng đều phát triển sau ngày mà chúng ta phát động năm 2014, thì cái việc xây dựng nhà thờ phát triển rất là mạnh và vẫn kế tiếp theo chương trình đó đến nay. Và thưa các cụ, cùng với di sản văn hóa của dòng họ thì dòng họ cũng đã quyết định là xuất bản một cuốn sách của dòng họ Võ Tướng Quận Công Làng Quế Ổ. Bởi vì chúng ta hay thường gọi là dòng họ Võ Tướng Nguyễn Đức Việt Nam, nhưng mà các cụ nhà mình ấy xuất thân từ quê ổ, cho nên cuốn sách được mang tên ấy là dòng họ Nguyễn Đức Quận Công Làng Quế Ổ, để khi chúng ta đọc trong sách thì sẽ rõ ra nguồn gốc tại đây. Thế vào cuốn sách đó đấy thì sau hội thảo khoa học của cấp tỉnh năm 2014 thì lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã kết luận giao cho Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bắc Ninh kết hợp với dòng họ Nguyễn Đức Việt Nam tập hợp lại toàn bộ những di tích lịch sử, những di sản văn hóa của dòng họ chúng ta để đưa vào một cuốn sách. Đó là cái kho lịch sử của dòng họ chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một tư liệu quý giá đóng góp cho dòng văn hóa lịch sử của tỉnh Bắc Ninh. Và ban vận động chúng tôi đã họp ngày 7 tháng 3 năm 2011, năm 2021 tại thành phố Bắc Ninh, là có đầy đủ đại diện các chi ngành của Quế Ổ, của Dũng Quyết, các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu của dòng họ chúng ta, cùng với các nhà nghiên cứu lịch sử của tỉnh Bắc Ninh và ban quản lý di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập một cái ban biên tập cuốn sách của dòng họ. Sau 3 năm chuẩn bị, ban biên tập chúng tôi đã đi về nghiên cứu ở các nhà thờ, gặp gỡ nhiều chi họ. Tất nhiên là tuần này chưa gặp hết đâu, thế nhưng mà qua đi tìm hiểu đấy, để chúng ta xuất bản cuốn sách cho các họ ấy, nó có mang tính lịch sử rất là quý giá. Về nay mai chúng ta để lại cho muôn đời con cháu mai sau biết về di tích lịch sử của dòng họ thông qua cuốn sách này. Thưa các cụ, dòng họ chúng ta có đến nay hơn 600 năm, 300 năm trước đấy. Sau 300 năm mình gặp họ, các cụ chúng ta đã xuất bản một cuốn giao sả rất là quý giá để lại cho dòng họ đến hôm nay. Chúng ta đề nghị có thể hoan nghênh cái công lao của các cụ đã để lại cái di tích lịch sử văn hóa thông qua giao sả. Và thưa các cụ, cũng như vậy để phát huy truyền thống đó, cho đến nay 600 năm thì con cháu chúng ta xuất bản một cuốn sách sau cuốn giao sả, đó là cuốn sách này được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là tóm tắt lại toàn bộ giao sả của dòng họ, lựa cuốn sách.
Phần thứ hai là giới thiệu về các di tích lịch sử của Trung Quốc. Phần thứ ba là nói về tất cả các vị các nhà nghiên cứu lịch sử của Trung ương, tất cả các trường. Đó là ý kiến của tôi. Xin đề nghị chúng ta thấy là một cái phương lịch sử như vậy có sức tầm để chúng ta để lại cho các chúng ạ. Và xin cảm ơn tất cả các vị đại biểu chúng ta đã thấy được cái giá trị của chúng ta. Và phần tiếp theo nhân việc hôm nay thì cũng là nằm trong cái chuỗi và kỷ niệm của các chi ngành xong đại tổ thì đến các nơi nhân đây tôi xin được lấy ý kiến là đến hôm nay là dỗ Tụ Tài người sinh ra hay chi ra Bắc thì đến 29 tháng 11 âm lịch này hôm nay là mùng 2 thì đến 29 tháng 11 âm lịch thì là dỗ Cụ Hùng quân công trưởng chiết cũng sinh ra 8 vị quân công và trong hoàng đế Việt Nam tổ chức chi và ông Hiếu trưởng chi thì đang có chức thời đang gửi đến các chi ngành và các chi ngành lưu ý là sẽ bố trí thời gian để dựng vì năm nay cũng là kỷ niệm năm trăm là sinh nhật Cụ và chiết cũng tổ chức tương đối đàng hoàng đặc biệt tổ chức tại nhà thờ để đại tổ đường đất chi cung điện với võ văn định. Và phần thứ hai tôi xin được báo cáo là trong nội bộ chúng ta đấy có 2 quân công nhưng mà có 3 vị được dựng đại phước và được các bia đá tài tộc đại tá và đây bia đá được lưu danh trên bảo tàng lịch sử tỉnh Bắc Ninh đó là cụ Ân quân công đại vương thời thứ 10 năm thứ 9 của chiết đang có lăng mộ tại quê ở tại Trung Việt. Và cụ thứ hai là cụ Hiểu quân công đại vương đời thứ 11 đang có lăng mộ đặt tại Chi Lăng đang đặt bên Tư Đàn. Và thứ ba là cụ Hội quân công đại vương đời thứ 12 hiện nay cụ lăng mộ đặt tại Can Vũ quê Bắc Ninh. Thì hiện nay là đến ngày 12 âm lịch này tức là 12 tới cách đây 10 ngày thì tại chi họ Nguyễn Đức Ngành Lao Yên phường Hòa Bình Bắc Ninh là cũng đã kỷ niệm 20 năm xây dựng nhà thờ và cũng đã khánh thành mang trước cụ Hội quân công đại vương đặt tại nhà thờ để cho các con về kính lễ. Trước tiên Lao Yên chỉ là một ngành không phải để chính trị nhưng mà chúng tôi cũng đặt tượng thờ vong của cụ bởi vì từ cụ và đến tôi là thứ 18 của tổ chức Việt Nam nhưng mà tính từ cụ Hội quân công đến tôi là vẫn là thứ 7 tức là cụ hy sinh năm 1770 tại Trình Quan Thanh Hóa Trình Quan Hà Tĩnh. Vậy thì chúng tôi là trước đây anh em trong chi nhánh Lao Yên đấy là sẽ có giấy mời gửi đến một số chi nhánh gần nhất thì cũng nhân đây để thông báo để chúng ta biết các nơi rằng là cụ Hội quân công đại vương thì cũng mới đẻ ra 5 chi ngành mà trong đó thì mới có chi của Lạc Thổ là có nhà thờ và có tượng cụ thì đến nay là chi ngành của Mao Yên là cũng có tượng cụ và chúng tôi được thờ thế và sau cuối cùng ấy thì chúng xin được mời tất cả 5-6 chi ngành anh em con cháu của cụ Hội quận công đại vương sẽ gặp nhau tại phía cuối rạp gần chỗ voi đá để chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện trao đổi thêm về cái việc chuẩn bị xây dựng lăng mộ của cụ tại Dũng Huyết tại Can Vũ Phượng Mao Quế Võ Bắc Ninh. Thế và đó là ý kiến của tôi có 3 phần thì xin được là kính chúc quý vị đại biểu và nhân đây cũng xin được cảm ơn anh em con cháu một số doanh nhân các chi ngành đã gửi tiền về cho ban biên tập và chúng tôi sớm hoàn thành để in sách được gửi đến tay tất cả anh em con cháu. Cuối cùng xin được kính chúc cho tất cả quý vị đại biểu, cho toàn thể anh em con cháu gần xa nội ngoại luôn luôn phát triển để cây đời của dòng họ Nguyễn Đức Việt Nam luôn luôn phát triển xanh tươi bền vững. Thay mặt cho ban tổ chức cũng toàn gia tộc cảm ơn bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Hà rất là ý nghĩa. Tiếp theo chương trình xin kính mời ông Nguyễn Đức Pha chi họ Bắc Ninh, xin trân trọng kính mời ông. Kính bái tổ tiên, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể anh em con cháu họ Nguyễn Đức. Hôm nay thì tôi cũng là cũng không chuẩn bị trước nên cho nên là có ý kiến là lên phát biểu thì tôi phát biểu về phần khoa học tâm linh. Thì vừa rồi ấy là ở dưới này thì do là chúng tôi nghĩ rằng chẳng là tổ tiên cũng rút rủi cho gia đình ông Thành ở Thái Bình về công đức một số các cái công hạ một công trình mà ông Thiên đã báo cáo rồi. Thế nhưng mà sau đó thì trong quá trình làm việc thì ở dưới quê ổ là ông trưởng ban thanh tiết có điện đến hỏi chúng tôi một số việc. Ví dụ như việc thứ nhất là cái việc mà chụp kính vào tượng của các cụ thì chúng tôi đã trả lời rồi là không. Bởi vì lý do này, nếu mà đạo mẫu thì các mẫu là phải trả là màn che chưa là màn che rồi phòng rủ tất cả các thứ. Thế nhưng mà đây thì các cụ nhà mình là quan võ mà là cụ ông cho nên là không nên chụp kính. Nhưng mà chúng tôi nói thì cuối cùng không, các cụ ra vẫn cứ làm. Cái thứ hai là về mộ thì tôi rất thề, tôi rất đồng ý là các ông làm khang trang đẹp. Thế nhưng mà hướng mộ thì là mỗi lần ta xây lại hồi lại mộ là đổ dân trong đó, cái tấm này là đổ dân phải quạt não hết rồi. Thế mà con tôm người là làm người ở đây là quạt thấn, quạt thấn. Tôi sau khi điện tôi, tức là các ông đã đổ mộ xong rồi thì tôi sẽ làm gì đó. Thế này là cái việc này các ông phải chịu trách nhiệm, là các ông làm là các ông phải hỏi tất cả ý kiến của các cô anh em trong họ và trong đó ngoài tôi ra còn có thầy như là thầy Thiêm, tất cả là không phải. Cái thứ hai là trước cả là cái kích thước, lúc ban đầu các ông làm có phù hợp hay không, có đúng hay không. Thế nào? Ngoài ra lúc trước tôi ra ngoài bộ thì có ông trong ban kinh tiết hỏi là chỗ này là ông định để tâm phật có được không, tôi bảo tâm phật tâm sao tâm phật để cổng lộ các bộ là tâm phật sẽ để khác
đây là con phải xem lại. Thế còn bây giờ thì vừa rồi tôi kiểm tra lại thì nói chung là về mặt phong thủy thì nói chung là thực kinh ra mà nói là cũng chưa được đạt yêu cầu. Thế nhưng bây giờ thì thôi cũng đành chịu thôi. Nhưng các ông lần sau các ông có muốn làm thì các ông hỏi lại, ít nhất là các ông hỏi chúng tôi, thì chúng tôi cũng hỏi lại ban quản lý gì, ban chúng tôi báo cáo với ban quản lý di tích của tỉnh để ta quản lý xem cái việc cái làm có đúng hay không. Và trong họ người ta có rất nhiều thầy phong thủy, mà chúng tôi có cái hội phong thủy của UNESCO Việt Nam, chúng tôi sẽ đang tham gia đóng góp ý kiến làm sao cho nó tốt nhất. Thôi tôi xin phát biểu thế thôi, xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Đức Pha, xin trân trọng cảm ơn ông. Vâng, ý kiến tham luận tiếp theo gửi đến gia tộc chúng ta xin được chào Nguyễn Đức Hiếu, trưởng Tri Ất ạ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính bái tổ đường, kính thưa các cụ, các quý đại biểu cùng toàn thể ông bà, anh em, con cháu dòng họ Nguyễn Đức Việt Nam. Hôm nay toàn gia tộc long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 486 năm ngày mất của Lục Đại Tổ tại quận Công, Quý Đức Tín, và được chiêm bái mộ tổ đã hoàn thành. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chúc sức khỏe tới các cụ, các quý đại biểu cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại gia tộc họ Nguyễn Đức mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, quý đại biểu và anh em trong toàn gia tộc, cứ đến ngày mùng 2 tháng 11 âm lịch hàng năm, toàn gia tộc các chi ngành về quê hương quê ổ Chi Lăng, nơi cội nguồn phát tích ra dòng họ Nguyễn Đức Việt Nam, thắp những nén hương thơm bái yết tổ đường, bái yết Lục Đại Tổ tại quận Công, Quý Đức Tiến, nơi sinh ra Giáp Ất Nhị Chi. Chi Giáp do quê ổ phụng thờ, Chi Ất do cung kiệm phụng thờ. Về với cội nguồn quê ổ Chi Lăng, được các ông, các bác đón tiếp thật là nhiệt huyết, nồng hậu. Đặc biệt vào năm 2023, toàn thiêu một chi họ Nguyễn Đức Việt Nam đã được ông Nguyễn Đức Thành nâng cấp khu năm đường một tổ với chất liệu đã xanh thêm với kiến trúc tuyệt tác hoàn hảo. Anh em con cháu toàn gia tộc họ Nguyễn Đức cảm ơn ông và chi họ Thái Bình rất nhiều. Chắc rằng tấm lòng vàng của ông và chi họ Thái Bình còn được lan tỏa các chi họ Nguyễn Đức trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay tôi đại diện cho chi họ Nguyễn Đức cũng như bà con ngành Trung Quốc, ngành Thanh Hà, Thái Quốc, Minh Môn, Hải Dương, xin trân trọng kính mời đại biểu các cụ và toàn thể anh em nội ngoại họ Nguyễn Đức về dự đại lễ kỷ niệm 475 ngày mất của Thất Đại Tổ, Tri Ất Hùng Quân Công, Quý Đức Tín vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, tức ngày 29 tháng 11 Quý Mão, tại nhà thờ Ất Chi, khu phố Cung Kiệm, phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, thành phố Bắc Ninh. Anh em con cháu Tri Ất rất hân hạnh được đón tiếp. Trước khi nghỉ lời, một lần nữa xin gửi lời chúc sức khỏe tới các cô, quý đại biểu và toàn thể anh em con cháu nội ngoại họ Nguyễn Đức mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi lễ thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Hiếu, trưởng Tri Ất. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại diện cho chi họ ở Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình, bà Nguyễn Thị Liên. Hết có đôi lời ạ. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Liên ạ. Tôi thay mặt cho chi nhánh họ Nguyễn Đức tại Thái Bình xin có đôi lời phát biểu trong đại lễ của tổ hôm nay. Và trước hết cho phép tôi thay mặt cho chi nhánh Nguyễn Đức ở Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình xin trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em trong đại gia đình dòng tộc Nguyễn Đức
lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong dòng họ Nguyễn Đức. Tại quê lúa Thái Bình, tại làng Minh xã huyện Đông Hưng, cách đây 300 năm có gia đình người họ Nguyễn Đức về sinh cơ lập nghiệp, mở mang vùng đất xa bồi tại Thái Bình. Đến nay đã có 12 thế hệ, đời nối đời, sinh sôi nảy nở, tạo dựng nên dòng họ Nguyễn Đức tại Thái Bình. Chi nhánh Nguyễn Đức tại Thái Bình có 3 chi, 3 nhà thờ, sang trang bề thế với hàng trăm hộ gia đình. Trên tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc, anh em con cháu trong dòng họ phấn đấu xây dựng kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh, là một trong những dòng họ có uy thế ở làng Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Cùng với việc chăm lo phụng sự tổ tiên, con cháu trong dòng họ lúc nào cũng tâm niệm cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu, trước có tiên tổ rồi sau có mình. Ơn tổ tiên linh thiêng, cơ duyên trời đặt, dòng họ Nguyễn Đức chúng tôi đã tìm thấy cội nguồn, thỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Hôm nay nhân ngày hí nhật, cụ tổ chi nhánh Nguyễn Đức chúng tôi đại diện anh em con cháu tại Nguyên Xá Đông Hưng, Thái Bình về dâng hương dỗ cụ tổ ngày hôm nay. Trước là quỳ gối xin được thắp nén hương thơm bái yết tổ tiên, nguyện một lòng thành kính tri ân, sau gặp mặt anh em trong dòng họ khắp ngoại miền tổ quốc về hội tụ với cội nguồn. Hầu giờ chúng ta về với cội nguồn ngày hôm nay dỗ cụ tổ Nguyễn Đức, con cháu ngày nay rất đối tự hào với cụ tổ và ông cha ta nhiều đời đã làm rạng rỡ non sông đất nước, mang lại uy danh cho dòng tộc như ngày hôm nay. Chi nhánh Đức tộc tại Thái Bình xin trân trọng và giữ gìn, phát huy không ngừng truyền thống quý báu của tổ tiên, nguyện một lòng noi theo. Âm cung cự cứ yên nằm, gương cụ quần đó soi chung mọi nhà. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể dòng tộc chi nhánh Đức tộc ở Thái Bình, rất mong muốn rằng các chi nhánh trong dòng tộc Nguyễn Đức ở khắp ngoại miền đất nước hãy đoàn kết, yêu thương gắn bó, thường xuyên liên hệ, động viên giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế ngày thêm thịnh vượng, xây dựng dòng họ Nguyễn Đức xứng đáng với truyền thống tổ tiên, xứng đáng với vị thế trong một thành tổ của xã hội, làm cho ít nước lợi nhà, cùng đất nước vươn lên tầm cao của thời đại. Về dỗ cụ tổ hôm nay, anh em con cháu trong dòng tộc Nguyễn Đức nói chung, chi nhánh ở Thái Bình nói riêng, được thăm lại vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi giàu truyền thống cách mạng, đã được Đức tộc ở Bắc Ninh tổ chức trang nghiêm đón tiếp chú đáo, dành những tình cảm sâu nặng nghĩa tình đối với dòng tộc nói chung và chi nhánh Thái Bình nói riêng. Một lần nữa xin gửi tới các quý vị đại biểu, gửi tới các cụ, các ông, các bà, anh chị em trong dòng tộc lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trên mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện tại. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được thay mặt ban tổ chức có lời cảm ơn bà đại diện cho chi họ ở Đông Hưng, Thái Bình ạ. Xin chân thành cảm ơn. Và tiếp theo chương trình xin được giới thiệu đại diện cho chi Kim Môn ở Ái Quốc, Thanh Hà, ông Nguyễn Đức Trạm. Xin trân trọng kính mời ông. A Di Đà Phật, cháu kính chúc, kính chào sức khỏe tất cả các cô, các quý vị đại biểu và toàn thể hội lễ dỗ tổ. Cháu xin báo cáo tham luận dỗ tổ Nguyễn Đức quê ở Bắc Ninh tỉnh hôm nay. Trong báo cáo có hai phần. Phần thứ nhất nói về ngày dỗ tổ cội nguồn. Cái thứ hai là chi chúng cháu là con cháu của Mai Nương Hầu, có bốn chi mà hiện nay là có ba chi, còn mất một chi mà mấy lần kêu gọi chưa được. Thế hôm nay chúng cháu cũng mạnh dạn, tức là kêu gọi một lần nữa. Nếu mà không về thì anh em chúng cháu cũng xin bó tay. Thế xin bó trước mấy họ Nguyễn Đức chúng ta là như thế.
Tôi xin báo cáo. Kính cáo Đức Thủy Tổ, họ Nguyễn Đức, quê ở Chi Lăng, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đồng các chư vị, các đấng chân linh, đại dòng tộc họ Nguyễn Đức. Kính thưa các ông, các bà, các anh chị em, các cháu và toàn thể đại hoàng tộc Nguyễn Đức, sang năm mới được luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài nhiều lộc, năm mới đạt nhiều thắng lợi mãi. Em xin trân trọng cảm ơn. Kính bái các cụ tiên tổ, kính thưa các vị đại biểu, các ông, các bà, các cụ, cháu xin thay mặt cho lớp trẻ của dòng họ Nguyễn Đức, cháu tên là Nguyễn Đức Tài, là tiến sĩ kinh tế và ở Hà Nội và quê gốc ở bên Hán Quảng, Quảng Lãm, Bắc Ninh. Thì trong cái không khí rất phấn khởi của ngày hôm nay, ngày giỗ của cụ tổ Nguyễn Đức Tín Tài Quật Công, thì cháu cũng xin có phát biểu, có chia sẻ một chút những cái tâm tư và những cái nguyện vọng. Trong cái mấy lần cháu cũng đã phát biểu ở dòng họ nhà mình, thì cháu có một cái giấc mơ, đó là giấc mơ là một là nhà thờ tổ cũng sẽ tu sửa khang trang, lăng của các cụ quật công là cũng sẽ có một cái công trình mà xin phép của ban quản lý di tích của tỉnh sẽ có một cái dự án. Và cái câu chuyện này thì cháu cũng đã nói chuyện trao đổi với lại đồng chí bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, là trong cái thời gian tới là cũng sẽ có một cái chương trình để làm sao mà tại cái vị trí của tất cả các ông, các bà, các bác ngồi đây thì cũng sẽ có một cái dự án để tu bổ lăng của các cụ quật công nhà mình. Một giấc mơ là xây mộ tổ thì cũng đã thành hiện thực. Và cái giấc mơ này rất may mắn, dòng họ thì cũng đã có một cái sự, một cái nhân duyên kết nối với lại chỗ chị họ Nguyễn Đức ở Nguyên Xá Đông Hưng Thái Bình của chú Nguyễn Đức Thành. Thì cái công trình này hôm nay cả họ ta cũng đã rất hoan hỉ. Và một cái giấc mơ nữa thì báo cáo các cụ trong dòng họ là cái đường cái quan mà thông thẳng sang từ chỗ cầu hồ và đến chỗ chợ trì, thì sau này cũng sẽ khởi tâm để mà xin một cái dự án của tỉnh là sẽ mở rộng làm con đường đi qua lăng mộ tổ và đi qua chỗ này, mở rộng cái đường đó ra. Và cái công trình này thì cũng hy vọng rằng là các cụ tiên tổ cũng phù hộ độ trì và chứng giám để cho con cháu của dòng họ Nguyễn Đức vừa là thành công làm ăn phát triển, thăng quan tiến chức và có thể là hoàn thành được cái tâm nguyện này. Và hy vọng rằng là năm nay là 486 năm của ngày giỗ cụ đại tổ cụ Nguyễn Đức Tín Tài Quật Công, thì câu chuyện đến năm 500 năm ngày giỗ của cụ thì tất cả các ông, các bà, các cụ, các anh, các chị trong dòng họ Nguyễn Đức ngồi ở đây thì cũng sẽ được hiện thực hóa cái giấc mơ như vậy. Trong cái buổi ngày hôm nay thì cháu cũng xin phép là được đọc lại cái bài thơ trong cái không khí hoan hỉ khánh thành mộ tổ do chú Nguyễn Đức Thành ở Nguyên Xá Đông Hưng Thái Bình sáng tác. Bài thơ là Ơn Sâu Cội Nguồn, cháu xin phép được đọc. Ước mơ nay đã gặp thời, nhờ ơn tiên tổ Phật trời độ cho, cháu con làm được việc to, xây sửa mộ tổ phúc cho muôn đời. Dù cho công việc bộn bề cũng nên gác lại hướng về tổ tông. Tiền của dù có hay không cũng nhờ hồng phúc tổ tông sinh thành. Con nay xin có đôi lời nhắc cho trần thế ngàn đời đừng quên. Cây cỏ có gốc nảy xanh cành lá, nước có nguồn về cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Trước có tiên tổ, về sau có mình. Và một cái bài thơ cũng rất là nhân duyên
của giáo sư anh hùng lao động cụ Vũ Khiêu. Cụ có tặng cho cháu một cái câu đối cách đây 3 năm và cũng rất nhân duyên ứng với lại hôm nay ngày giỗ cụ tổ, thì cháu cũng xin chia sẻ cái câu đối của cụ Vũ Khiêu. Và câu đối đó thì sẽ được chụp một cái bản gốc của giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu và đặt ở trong chỗ xin được đặt ở trong chỗ nhà thờ tổ nhà mình. Cha truyền con nối dòng lương thiện, đức lớn tài cao khúc khải hoàn. Và một câu ở bên chỗ bên chị họ Nguyễn Đức ở chỗ nhà cháu thì có một câu là tiền nhân trồng cây đức và hậu thế giữ gốc nhân. Trong cái không khí phấn khởi ngày hôm nay thì cháu xin thay mặt cho lớp trẻ, đại diện cho lớp tri thức con cháu của dòng họ Nguyễn Đức, thì cũng kính chúc sức khỏe các ông, các bà, các cụ, các quý vị đại biểu nhiều tài lộc, nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và con cháu của dòng họ Nguyễn Đức của nhà ta ngày càng phát triển. Và được ban liên lạc của dòng họ Nguyễn Đức của anh Nguyễn Đức Dũng là trưởng tộc, thì các cụ cũng có giao nhiệm vụ cho cháu làm ban liên lạc và kết nối để làm sao mà tất cả các con cháu của dòng họ Nguyễn Đức ở trên toàn quốc và trên toàn thế giới, chúng ta sẽ có một cái mạng xã hội, một cái đường dây liên lạc để cho tất cả các con cháu của dòng họ Nguyễn Đức trên toàn thế giới là có thể về thắp hương để tri ân tổ tiên và cũng nhờ xin được hưởng lộc và hồng phúc của tổ tiên. Cháu xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn bài phát biểu của ông Nguyễn Đức Tạc. Kính thưa trên các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại gia tộc dòng họ Nguyễn Đức, sau hơn 2 giờ trao đổi với tinh thần cầu thị nghiêm túc, hội nghị đã gặt hái được nhiều thành công với những nội dung chương trình mà ban tổ chức gia tộc đã soạn thảo, được sự hưởng ứng giúp đỡ nhiệt tình mọi mặt của cơ quan chính quyền địa phương đã về đây cùng gia tộc chúng tôi thắp nén hương thơm tri ân tiên tổ và dự buổi tọa đàm giao lưu kỷ niệm 486 năm ngày giỗ đại tổ Nguyễn Đức Tín tức Tài Quận Công và 315 năm khu lăng bia do Quế Cận Công đời thứ 10 tạo dựng 1708-2023 và kỷ niệm 31 năm khu lăng mộ, lăng bia và nhà thờ dòng họ Nguyễn Đức đã được Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao trao tặng bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia 1992-2023 là một minh chứng cho một thời kỳ hào hùng các thế hệ ông cha ta đã góp công lớn trong việc bảo vệ xây dựng đất nước. Với sự quan tâm có mặt của quý vị đại biểu, các vị khách quý, buổi lễ tri ân đầy ý nghĩa này với tấm lòng thành kính hướng về cội nguồn cùng với những tấm lòng thơm thảo của thế hệ sau, ban tổ chức chúng tôi tin tưởng rằng lăng mộ nhà thờ dòng họ Nguyễn Đức sẽ mãi khang trang, trường tồn. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động một năm qua với nhiều công việc, ban tổ chức cũng như trưởng tộc không tránh khỏi được những khuyết điểm, nên rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp ý kiến để công việc của họ ngày càng tốt đẹp thêm. Cuối cùng, xin thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin gửi lời chúc tới các cụ cao niên, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh em nội ngoại trong gia tộc dòng họ Nguyễn Đức, chúc cho tình đoàn kết tới tất cả chi ngành trong gia tộc dòng họ Nguyễn Đức ngày thêm bền chặt. Vâng, cũng thay mặt gia tộc cũng đến dùng trưa, xin mời các quý vị đại biểu dùng bữa cơm trưa cùng gia tộc chúng tôi ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
gái mọi hiền. Năm nay là 486 năm lễ dỗ tổ và đặc tổ của Nguyễn Đức Tín. Vui cùng dâu rể trẻ già cúi đầu đã tạ thiệt tha ân tổ tiên xưa đã sản sinh sinh ra con cháu lập gia đình. Con cháu dựng xây xóm làng phúc thông rồi lại dòi sang cho nên dòng dõi ngày càng lớn đông. Tiên tổ phúc hồng đào kênh đưa nước dòng sông về nhà tổ tiên tình nghĩa bao la trời cho con cháu đầy nhà đầy sân. Để cho con cháu vinh thần nối dòng tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui cháu con nay sống ngọt bùi cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa khắc sâu nay về đoàn kết cúi đầu dâng hương cháu con ơn nhớ tông đường nhớ ơn dòng tộc họ đương xóm làng cháu con dâng lễ hoa nhang dâng lời cung kính dịu dàng từ cháu con kính lễ vong hồn tại nơi thờ xóm thôn quê nhà con mời tiên tổ họ ta con nhi mời cụ kỵ ông bà hiền linh về đây với đại gia đình cháu con các cụ sản sinh sinh
con xin đi các cụ ở trời xanh, chứng lòng con cháu hiền lành nết na, chứng tâm trai gái trẻ già vui cùng dấu rể, đừng ra đạp đền. Trai gái trẻ già vui cùng dâu rể, đừng ra đáp đền độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe vững bền, tương lai độ cho con cháu tiến lên mạnh giàu mạnh khỏe. Vững bền tương có tiên vất vả chuyên cần, để cho con cháu vinh thần nối dòng. Tổ tiên tiên tổ cầu mong có đông con cháu thì lòng mới vui, cháu con nay sống ngọt bùi, cháu con nay được đầy lũi nỗi sầu. Cháu con tình nghĩa.